Hôm nay mình quay lại tái khám các chị sau bao nhiêu ngày đây chị ha? Một tuần. Một tuần hả? Hiện tại là mình thấy ngực mình như thế nào rồi chị? Đẹp rồi. Đẹp rồi ha? Dạ. À, hình ảnh ngực lúc trước của chị á, thì em xin phép là em chia sẻ cho mọi người cùng coi ha. Thì với cái ngực lúc trước á, thì chị cảm thấy nó như thế nào đây chị ha? Có ám ảnh. Ám ảnh. Dạ. À, mình thấy nó nặng nề và mệt mỏi không chị? Dạ. À, sau khi thì bác nó sử dụng cái phương pháp treo mỏ neo cho chị ha. Sau khi làm xong thì chị thấy đó, hài lòng chưa chị ha? Em hài lòng rồi. Hài lòng rồi ha. Hiện tại thì em thấy ngực mình rất là căng tròn, rất là đứng lên luôn rồi, khác hẳn so với lúc xưa ha. Giờ là bị đau luôn nha. Dạ. Về là mình có thấy khó chịu hay gì không chị? Dạ, đôi đôi bị nhói một xíu thôi, còn lại là không có đau. Dạ. Nói chung là đau trong phạm vi mình chịu được. Dạ dạ. Vậy là về nhà là... Dạ, trong ngày đầu thôi chị. Dạ. À, về thì rửa vết thương hay là vệ sinh băng bó gì mình có thấy khó khăn gì không? Không, em cũng nói chung làm từ từ á. Dạ. Em nhìn vào trong gương rồi. Dạ. Chị có thể chia sẻ cho mọi người biết động lực ở đâu mà mình đi nâng ngực không? Chắc là do giống như là em cũng tìm hiểu cùng mấy năm rồi á. Dạ. Xong rồi bây giờ kinh tế ổn định cho nên là em muốn đi làm đẹp cho mình. Dạ. À, chị biết bác Văn qua đâu á chị ha? Dạ, ở trên Facebook ạ. Trên Facebook hả? Coi bác biết rồi muốn đi làm luôn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Giờ thì em thấy ngực cũng rất là đẹp rồi nè. Ừ. Dạ. Trên thang điểm 10 thì chị chấm ngực này bao nhiêu điểm đây chị ha? 9 trên 10 đó. 9 trên 10 luôn ha. Dạ rồi ạ. Rồi, cho xem lại cái góc nghiêng đi anh. Rồi, cái góc nghiêng đây mọi người ha. Góc nghiêng lúc trước làm và góc nghiêng sau làm khác nhau hoàn toàn luôn. Đúng không chị ha? Dạ. Giờ là chị thấy khác đúng không? Dạ, độ... có dạ, nội cái độ nhô là nó thay đổi rất nhiều rồi đó. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Dạ.